quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy nè, em hỏi anh hôm qua đi đâu? Anh đã nói rồi, sao Châu không theo? Anh đi văn câu trên chuyến thuyền câu. À, anh Huy đi câu cá đúng không? Không phải đâu, anh đi câu mực. Câu con mực nào là câu ào ào, câu ào ào. Buồn quá à, tiếc ghê vậy đó. Hôm qua không có đi với anh Huy được. Chắc là anh Huy thu được nhiều chiến lợi phẩm lắm đúng không? Thì nói rồi, anh đã rủ trước mà em không theo. Hôm qua câu xong là mọi người tập trung lại và chế biến liền tại chỗ, thưởng thức rất là vui và hấp dẫn đó Minh Châu à. Lần sau nhất định phải đi với anh Huy mới được. Nhưng mà thôi bây giờ lỡ rồi à, mình đã có một nguyên liệu chính là mực rồi nè. Anh Huy tìm thêm hai nguyên liệu nữa đi. Các anh em mình làm một món ăn mà phù hợp với chủ đề của chương trình tháng 11, đó là ba nguyên liệu triệu món ngon. Đồng ý hoàn toàn với Minh Châu. Và ngoài ra chúng ta còn phải làm trong tích tắc nữa. Chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chế biến món gỏi rau mực chiên giòn quý vị nhé. Anh Huy ơi, ngoài mực ra thì còn hai nguyên liệu nào nữa, anh chia sẻ nhanh đi, quý vị khán giả với em nóng ruột lắm rồi đó. Rồi được rồi Minh Châu à, có ngay. Kính thưa quý vị, để chế biến món này thì chúng ta cần có ba nguyên liệu chính, đó là 300g rau mực, nửa củ hành tây, một trái cà chua. Ngoài ra chúng ta cần có một số ngò rí, ớt, cần, nước cốt chanh, tương ớt, mè, bột năng, một số gia vị thông dụng. Và cuối cùng không thể thiếu đó là giấm gạo Lisa. Nếu mà mình chỉ có 3 nguyên liệu chính thôi thì chắc chắn là thời gian chuẩn bị sẽ rất nhanh. Chính xác rồi đó Minh Châu à. Chúng ta sẽ bắt đầu cắt hành tây ra thành những sợi. Đây, cà chua anh cũng sẽ sắc ra từng sợi đều nhau. Tiếp theo, cần chúng ta cắt ra khoảng 5cm. Đây, cắt khúc khúc như thế này. Rồi, ngò rí chúng ta sẽ cắt nhuyễn. Minh Châu nhớ nha. Dạ, món này có ngò rí thì chắc chắn là sẽ rất là thơm, phải không anh Huy? Đúng rồi đó Minh Châu à. À, ngò rí sẽ tạo nên hương thơm cho món ăn này rất là ngon. Và nó sẽ kích thích khứu giác, làm cho chúng ta có cảm giác như món ăn này rất là hấp dẫn và muốn ăn ngay liền. Nghe anh Huy miêu tả mà em muốn ăn liền rồi đó. Anh Huy làm nhanh nhanh lên nha. Bên cạnh cái ngò rí này thì cái giấm gạo Lisa nó cũng có một cái vị chua nhẹ nhẹ đặc trưng. Do đó kết hợp với ngò rí cũng sẽ tạo nên một cái hương thơm đặc trưng rất là ngon. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt ớt này ra thành những sợi. À, cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng cái phần rau mực này. Rau mực thì nó có hai cái rau hơi dài, do đó chúng ta cũng phải cắt cho nó đều với những cái thành phần khác ha. Nè Minh Châu nhớ là rửa mực sau đó thấm cho thật khô, bởi vì khi mà mực ướt thì khi chiên nó dễ bị bắn dầu vô, dễ bị phỏng lắm đó. Dạ, em nhớ rồi. Để tránh cho dầu bắn lên người khi chúng ta chiên thì quý vị khán giả nhớ là phải thấm thật là khô mực trước khi chiên nhé. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ ướp rau mực với một ít muối và tiêu cho thấm gia vị và thơm ngon hơn. Trộn đều lên. Trong thời gian đợi dầu nóng thì chúng ta sẽ áo một lớp mỏng bột năng qua cái rau mực này trước khi chúng ta chiên. Ngoài tác dụng làm cho phần rau mực khi chiên xong được vàng giòn thì chắc chắn là phần bột năng này còn giúp giữ lại cái chất ngọt trong rau mực phải không anh? Minh Châu thuộc bài rất là tốt. Mà sao anh Huy không cho vào cùng một lúc mình trộn lên mà anh Huy làm từng cái một vậy? Bây giờ mình cho từng cái như vậy thì sẽ có thời gian để chúng ta vẩy cái lớp bột năng nó bỏ bớt đi nè. Nhiều quá thì cũng không có tốt ha. Đây, cái dầu nóng chưa? Bỏ vô chiên. Rồi, mở lửa lên một chút xíu. Và Minh Châu nhớ là khi chiên chúng ta để lửa cao cao một chút xíu để cho cái rau mực này nó giòn mà nó không bị khô bên trong. Em đã nhớ rồi. Và quý vị khán giả ơi, quý vị cũng nhớ nhé. Khi chiên rau mực chúng ta nhớ để lửa lớn để mực vàng giòn và không bị khô. Lớp bột năng Huy áo bên ngoài mực chắc chắn sẽ giúp cho mực nè giòn nè ngon mà giữ được cái độ ngọt bên trong nữa đúng không? Chính xác rồi đó Minh Châu à. Còn một điều quan trọng nữa là chúng ta không nên áo lớp bột năng quá dày, như vậy thì khi chiên mực trộn gỏi sẽ không ngon. Rồi bây giờ thì mực cũng đã vàng đều và giòn. Chúng ta sẽ vớt qua một cái dĩa có để sẵn giấy thấm dầu. Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu pha nước trộn gỏi với 1 muỗng canh nước sôi, 2/3 muỗng canh đường, nửa muỗng canh nước mắm. Tiếp theo là nửa muỗng canh giấm gạo Lisa sẽ tạo cho cái mùi thơm đặc trưng của món gỏi này. Dạ. Một chút xíu nước cốt chanh nè. 1 muỗng canh tương ớt. Đó, cái này lạ nè, bình thường anh Huy đâu có pha tương ớt với nước trộn gỏi đâu. Chính xác rồi, Minh Châu phát hiện rất là tài tình. Để cho món gỏi này nó ngon hơn, có cái phần khác lạ thì chúng ta sẽ sử dụng tương ớt để pha vô. Một mặt là tương ớt có cái vị cay nhẹ nhẹ nè, kết hợp với vị chua của giấm gạo Lisa sẽ tạo ra chua chua cay cay, làm cho món ăn này ngon. Yeah. Đó. Thứ hai nữa là cái sốt này khi có tương ớt thì Minh Châu thấy nè, có cái đậu sánh. Đúng rồi. Ở cái đậu sánh. Đây, sau khi anh cho hành tây, cà chua và rau mực vô, chúng ta tiếp tục cho nè
cần nè, ớt sắc sợi, ngò rí, và cuối cùng là cho toàn bộ nước trộn gỏi vô nè, trộn đều lên thật là nhẹ tay. Rồi anh sẽ cho ra cái dĩa này nha, một ít hành tây cà chua lên trên nè, cho tạo cái màu trắng màu đỏ ha, và có những sợi ớt nữa. Chúng ta phải cho thêm một ít mè rang lên nè, và để cho đẹp thêm thì cũng có thể là trang trí một ít ớt sắc sợi nhỏ. Như vậy là món ăn đã hoàn tất rồi đó Minh Châu à. Mời em thử món mực này của anh. Em cảm ơn Huy. Minh Châu nhai rất là giòn. Anh Huy ơi, cho em thêm miếng nữa nha. Bây giờ Minh Châu cho anh cái nhận xét của em về cái món ăn này như thế nào. Một chút anh sẽ tặng em cả dĩa này luôn. Thì đó, ăn một miếng rồi cứ muốn ăn thêm một miếng nữa cơ. Bởi vì cái vị chua ngọt nè, nhẹ nhẹ dịu dịu, lại còn một chút cay cay nữa. Cay cay đúng rồi. Rất là đặc biệt. Ba nguyên liệu, triệu món ngon. Quý vị khán giả nhớ thực hiện món ăn này nhé. Chỉ với 3 nguyên liệu thôi nhưng thực hiện trong tích tắc là chúng ta sẽ có ngay một món ăn ngon. Và chúc quý vị thành công. Nhớ thường xuyên giữ liên lạc với chương trình qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về cho Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số 0839308794. Còn bây giờ, đầu bếp Thanh Huy và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.